It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody until you. Baby, it just took one hit of you, now I'm addicted. You never know what's missing till you get it. Hai gia đình có tổ chức ăn hỏi hai cháu. Lần đầu tiên tôi xin phép được chúc sức khỏe các cụ, ông, các bà cùng toàn thể bạn bè nam nữ của hai cháu, lời chúc sức khỏe.
Đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các bà cùng toàn thể bạn bè các cháu lên nước. Tôi xin phép được giới thiệu thành phần của bên họ nhà gái chúng tôi hôm nay có đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của các cháu về dự lễ hỏi của cháu. Chào phép tôi thay mặt ban đại diện hoàn thành sai xin có ý kiến với mọi người này. Kính thưa các cụ về trên, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và thay họ. Hôm nay là một ngày lành, tháng tốt, được sự nhất trí của hai vụ thân mẫu của ông bà Trung Tâm Hương, được sự đồng thuận của ông bà Tâm Hương cùng các cụ ông bà cô dì bác còn nhà gái cho phép còn nhà trai chúng tôi cho ngày lành tháng tốt tiền thế thoát nổi vân danh chào. Sở dĩ có một cái buổi tâm vui như vậy để trước hết tôi cảm thấy rằng phải nhờ phúc ấm tổ tiên của hai gia đình, nhờ công sinh thành dưỡng dục của nhân dân của nó, nhờ sự động viên ấm cúng tình cảm của hai nội và nội cùng các bác các cô các bậc với chúng ta hôm nay gia đình tập trung đông đủ đầy đủ. Nhưng mà sở dĩ mà cô ấy vui như thế này thì nhờ công sinh thành dưỡng dục của nhân dân của mẫu, hai cháu đã đưa lên và trưởng thành. Qua quá trình hai cháu học tập công tác làm việc quen với nhau và cũng là nhờ cái duyên xe trời gia đình, hai cháu đã có thể đính hôn nhân vợ nhân chồng. Hai cháu đã báo cáo với bố mẹ đôi bên vào hôm nay trực tiếp được sự nhất trí của hai vụ là thân mẫu của ông bà Trung Tâm Hương và cụ thể gia thể hoàn thành lại. Hôm nay giờ này gia đình hoàn thành trai chúng tôi toàn thành này nghe đẹp thảm tốt nhận đến trồng câu trà phúc hoa quả ấy đẹp đến đây xin trình nhà gái. Tôi báo cáo với hội nhà gái kính báo gia tiên và chấp nhận lễ ăn hỏi hôm nay để cho phép từ ngày mai chúng tôi tiếp tục làm những công việc phía sau. Tôi là sang kính trình. Tôi đại bằng, tôi là bác của cháu, đại diện họ nhà gái, tôi xin chấp nhận cái lễ này để kính gia tiên. Được chưa?
bao nỗi sầu vẫn sụp xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa? Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay khi nghe tiếng chim lành lót trong vườn cây, em vẫn mong phố đông người xanh bước bên chàng. Chung nhịp cầu nàng đội hoa.
hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em cho anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc đỡ em. Viết lên bao câu chuyện mà ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không, anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi bên em mà thôi. Vì trong anh em là điều duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió. Dành cho em ngàn đam mê tuyệt vời mà anh luôn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó, là chiếc vòng mong bên em dìu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Cuộc đời em chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần anh hiểu em và biết rằng em mãi mãi yêu anh mà thôi. Vì trong em anh là điều duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió. Dành cho em, dành cho em hai nhóm làm một cái gì khi cả hai để yêu nhau xong quá trình gặp nhau hợp tác làm theo đã quen với nhau và đã tìm nhau và đang tự nhiên xong tấm lòng thứ nhất là do sự thăng lo của bà nội cũng như bố mẹ trực tiếp tôi đi đã rất là một cái sự vun đắp trồng cây tạo được đẹp cho các cháu nên vào với cả chúng tôi chúng như mình có chúng tôi mong đã trả và chế cho nên cơ phép của các cụ hoặc là cái các thủ tục đi lên ý báo ra thêm và tập hợp công việc phương cũng như là của gia đình về nhà ca chúng tôi đã hoàn tất mọi nghi lễ chính như vậy cũng do chính quyền hai địa phương đã công nhận và đăng ký kết hôn cho hai cháu. Và thế cho nên hôm nay gia đình mà đại gia chúng tôi có chọn ra điện ngày này cán bộ có người thầu xin ông xin các cụ và nhà gái cho phép gia đình chúng tôi và đại trai được đón cháu Lan để đặt chú con ở bà cháu và cánh và làm cháu lâu với đại gia đình họ tạm chúng tôi trong một bên hôm nay đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi xin hoàn toàn xin nhận và xin là cháu Huy làm rể làm dâu làm rể của ông bà ông Tâm Hương làm con làm cháu của gia đình bên họ nhà gái chúng tôi. Thấy thay giống như em không, đại dương kia chẳng xấu như em yêu anh đâu, bên nhau qua mưa.
ai xinh như là em, nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Phải thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi. Mùa trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Đại dương kia chẳng sâu như ông bà bố mẹ cũng là những phần quà để mừng hạnh phúc trong năm. Để các phần quà đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của ông bà nội của cô dâu Phương Lan. Thưa các cụ, công các bà, cô dì chú bác, cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu, lễ xin dâu của nhà trai, xin cháu Phương Lan về làm dâu con của gia đình họ Tạ đã được diễn ra đầm ấm theo đúng phong tục của tổ tiên. Mời tất cả các cụ, công các bà, cô dì chú bác cùng nhà gái, cùng gia đình chúng tôi, nhà trai, chúng tôi đón về nhà chồng để làm lễ thành hôn. Kính thưa công bà, đoàn đại biểu của Nhân Hán, kính thưa toàn thể các cụ, công bà, cô dì chú bác, thật xa cùng toàn thể bạn bè của cô dâu và chú rể, rất vinh dự quê hương thủ ích Thiên Châu, gia đình ông bà Tâm Hương sinh hạ được cháu Phương Lan. Còn tại quê hương xã, chúng tôi
gia đình đã và sau thân sinh hạ được cháu Quang Huy. Hôm nay ngày 19 tháng 5 tức ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn âm lịch, được sự nhất trí của hai họ hai đình và được phép của chính quyền địa phương cho phép tiến hành hôn lễ cho hai cháu. Hôm nay cũng được nghề lành tháng tốt. Giữa gọi là tôi là ông cả của cháu Nam, tức là em của ông nội cháu. Được sự giới thiệu của mọi người trai, tôi cũng xin gọi là thay mặt cho mọi người gái phát biểu ý kiến. Báo cáo với các cụ, các ông các bà, tam mục lá trình cũng là dài, các cháu học tập lao động đi đến chỗ tìm hiểu từ chú bà này sau kết duyên thành vợ thành chồng. Được sự quan tâm của giữa hai bên gia đình bố mẹ cùng tất cả các anh chị em cô chị chú bác, nhưng rằng các cháu đã thành đạt đến ngày được ủy ban nhân dân xã hai bên công nhận các cháu đã trở thành vợ thành chồng. Cháu đang là cô và ông các bà hai họ chúng tôi làm đại biểu hai gia đình luôn đại diện các cô các bác các chú và anh chị em bạn bè của các cháu. Ông được hạnh phúc tâm an của cháu Huy và cháu Lan, được sự quan tâm và nhiệt tình của hai gia đình, từng bước đã được thực hiện tốt được nghi lễ theo tập tục gia đình cũng rất là đầy đủ và trang trọng. Hôm nay là cái buổi ngày tháng tốt gia đình hai bên tổ chức buổi đưa đón cho dâu về nhà chồng để làm những thủ tục để lễ thành hôn và lễ vu vi cho hai đó. Nghe bỏ qua và ý kiến của đại diện nhà gái đã có ý kiến và giao con dâu cho bên nhà trai. Chúng tôi cũng là bác Phật của cháu, chúng ta xin đại diện bên nhà trai của dâu là cháu Lan trước đây về làm vợ cháu Huy và là con dâu và ông cháu này cùng con cháu dâu gia đình chúng tôi. Nếu đến để ra đất thì giờ đây hai cháu đã được cấp chính quyền địa phương công nhận các cô là đôi vợ chồng và hai cháu là con dâu con rể với hai gia đình. Tôi cũng rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình của hai đồng đội của hai bên gia đình hôm nay đã quan tâm về cái tình cảm rất là đông vui để đưa đến cho bà lên về điểm triển khai. Thì bây giờ đã tôi cũng xin có ý kiến là cũng cảm ơn thế sự quan tâm và những lời ân cần và dạy bảo các cháu để đáp lại chúng tôi cũng là và nhận lời ngay những xin có ý kiến này cũng là có cái trách nhiệm là bảo các cháu và hai cháu từ làm sao là cũng là phân sâu hiền phân triển đạo mới ra gia đình. Thì cuối cùng tôi cũng xin chúc hạnh phúc an toàn của các cháu mãi mãi thủ chung. Và một ngày nữa cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả hai bên gia đình hai họ một sức khỏe dồi dào hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin kính chúc. Muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây. Chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes.
sai, chú anh sẽ mãi là chồng của em. Đi em còn chờ gì? Hôm đêm đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Để say, chú anh yêu em hơn ngàn năm say. Thưa anh Tiến Tú, và giờ phút này thì em không muốn người chồng đầu tiên của mình trao tặng thêm cho mình món quà nào ý nghĩa hơn món quà vật chất vừa rồi, là món quà về tinh thần, là mình có thẳng đón một đôi hôn, anh có đồng ý không? Không biết chú rể chúng ta có đồng ý không quý vị nhỉ? Có phải chú rể không ạ? Có phải không ạ? Không cần hỏi đúng không? Không cần hỏi, vẫn làm được những gì trong tiền vời khi tự cười tươi bên dưới đã đồng ý cho cái câu trả lời vừa rồi của cô dâu và chú rể. Xin hỏi em là trời em đồng ý để dành tặng nụ hôn thân yêu cho vợ của mình tại sân khấu này không? Em đồng ý. Và sẵn sàng những quý vị ơi, 3, 2, 1, xin mời vợ vui ở đâu ạ? Xin chân thành cảm ơn sự tiếp nồng hậu của các cô các anh chúng ta. Tôi là để tôi chủ trương hát để chơi hòa thể. Chúng tôi chúc sức khỏe các anh, các bà cùng bạn. Chúng tôi hoàn tay xin có ý kiến. Tôi đi tất cả các cụ công các bà cùng đoàn thể, cô dì chú bác, còn nhà gái lượng thứ trong quá trình thời gian hai gia đình quan hệ để đi đến công việc hạnh phúc và giao lưu hôm nay. Trong quá trình họ nhà trai chúng tôi có những gì thiếu khuyết, mong họ nhà gái và các cụ đại tá và thông cảm, ta còn có trách nhiệm đắp nấm đồng với tôi lâu dài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ, ông các bà, họ nhà gái. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Cần có nhau. Chưa từng đặt tay cưới, em chỉ mong đây là lần cuối. Giờ chưa ngờ